Con vẽ ông mặt trời cho bác xem nào. Con vẽ ông mặt trời đi. Lên. Mắt ông mặt trời đâu? Mắt ông đâu con? Miệng ông đâu? Mặt trời bị lệch rồi. Con vẽ cây cho bác xem nào. Sao mồm ông ở trên đấy? Mồm ông phải ở dưới mắt chứ. Bông vẽ cây cho bác nào. Con vẽ cây đây. Không được cầm bút tay. Vẽ cây cho bác xem nha. Vẽ cây cho bác xem. Cái cây này to mà quá. Ui dồi ôi. Cái cây này to mà chưa. Vẽ quả đâu? Con vẽ quả đi. Quả. Quả. Ui đấy, quả vào cả thân cây đấy.